Tinh thần vượt khó và không bỏ cuộc đã giúp đội tuyển Việt Nam gỡ hòa được 2 đều trong thế trận chúng ta bị Trung Quốc dẫn trước 2 bàn. Nhưng chỉ với một chút sơ hở trong hàng phòng ngự, thầy trò Park Hang-seo đã phải trả giá bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Jang Yuning và Wu Lei với một cú đúp là những người đã lập công cho đội bóng tỷ dân, trong khi những nỗ lực đáng khen ngợi của đội tuyển Việt Nam cũng được đền đáp với hai pha lập công đến từ Hồ Tấn Tài và Tiến Linh. Chung cuộc, Trung Quốc giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Và với kết quả này, đoàn quân huấn luyện viên Li Te tạm vượt qua chính Việt Nam để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Li Te tạm thời vượt qua chính Việt Nam để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng bảng B với 3 điểm. Chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản cũng giúp Ả Rập Saudi củng cố top 2 đội dẫn đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận ở vòng loại thứ 3. Bàn thắng duy nhất của Ả Rập Saudi được ghi gia công của Al Buraikan. Trong khi đó, Nhật Bản đã thua 2 trong 3 trận đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, qua đó ngày càng xa nhóm dẫn đầu. Cũng ở bảng B vào đêm qua, Australia thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 3-1 trước Oman. Trong khi đó ở bảng A, UAE đã thua 0-1 trước Iran, Iraq và Liban hòa nhau không đều. Hàn Quốc cũng rất vất vả để vượt qua Syria với tỷ số 2-1. Một ngày trước, màu đỏ đã đem về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Thế nhưng rạng sáng nay, màu đỏ là nhuốm màu bi kịch với đội tuyển Bỉ. Dù đã có hai bàn dẫn trước trong hiệp 1 do công của Yannick Carrasco và Romelu Lukaku, thế nhưng Pháp đã cho thấy bản lĩnh khi họ có được chiến thắng ngược dòng với các pha lập công của Karim Benzema, Kylian Mbappe và Theo Hernandez. Kết quả cuối cùng, nhà đương kim vô địch thế giới là Pháp có được chiến thắng 3-2. Ngược dòng đầy ấn tượng, lập lờ ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Nations League đối đầu với Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 1:45 ngày 11 tháng 10. UEFA đã chọn trọng tài nữ, đó là Caterina Monzón, sẽ bắt 9 trận đấu giữa Anh và Andorra tại vòng loại World Cup 2022. Hai vị trợ lý cho Caterina Monzón cũng sẽ là hai nữ trọng tài người Ukraine, Marina Strileska và Svetlana Krushko. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một trận đấu của đội tuyển Anh của Nam được điều khiển bởi một trọng tài nữ, và bà Caterina Monzón cũng sẽ là người đầu tiên có vinh dự này. Trước trận Andorra và Anh, vị trọng tài 40 tuổi này từng bắt 9 trận đấu với San Marino và Gibraltar trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng 11 năm 2020. Bà Monzón cũng từng cầm còi ở các kỳ World Cup nữ 2007, 2011, 2015, 2019. Sau 3 năm chia tay, Jack Wilshere vừa trở lại Arsenal để tập nhờ nhằm duy trì thể lực để có thể tìm kiếm bến đỗ mới. Wilshere đã có buổi tập đầu tiên tại trung tâm London Colney. Trên Twitter, Arsenal đã đăng tải thông tin chào đón tiền vệ 29 tuổi. Ngoài việc rèn luyện thể lực và cảm giác bóng, Jack Wilshere còn tập nhờ đội bóng cũ để có thể tiếp tục quá trình lấy bằng huấn luyện viên. Suốt kỳ chủ nhật hè vừa qua, Jack Wilshere vẫn chưa thể nào tìm được bến đỗ mới. Ở phiên chợ hè, cựu tiền vệ của Arsenal đã sang Italia tập nhờ và thử việc tại Como, nhưng cuối cùng không được câu lạc bộ tại Serie B này ký hợp đồng. Pulisic đã gặp chấn thương mắt cá chân trong trận đấu giữa Mỹ và Honduras vào ngày 9 tháng 9. Kể từ đó đến nay, ngôi sao chỉ cảnh 23 tuổi vẫn chưa thể ra sân thi đấu một phút nào. Nhưng theo nguồn tin từ Chelsea, Pulisic đang hồi phục rất tốt và có thể tái xuất sau loạt trận quốc tế vào tháng 10. Ở giai đoạn khởi đầu mùa giải, Chelsea thiếu vắng khá nhiều ngôi sao trụ cột vì chấn thương. Dù vậy, Thomas Tuchel khẳng định ông không muốn mạo hiểm đưa cầu thủ nào trở lại quá sớm. Chúng tôi có một đội hình đủ dày và tôi có kinh nghiệm huấn luyện để nhằm tìm ra mọi giải pháp an toàn. Từng được đánh giá là một trong những tiền vệ giàu tiềm năng nhất xứ sương mù, tuy nhiên Harry Winks lại không để lại nhiều dấu ấn trong những mùa giải gần đây. The Goal dẫn nguồn của Cup Offside tiết lộ rằng hiện tại Harry Winks hoàn toàn có thể cân nhắc khả năng gia nhập Everton. Bởi mới đây, câu lạc bộ vùng Merseyside đã liên hệ với Tottenham Hotspur để tìm hiểu về cơ hội chuyên một chân truyền 25 tuổi này trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Rafael Benitez muốn mang một sự ổn định lâu dài hơn cho tuyến giữa của Everton. Chính vì vậy, ông đã vạch ra kế hoạch để đưa Harry Winks về với sân Goodison Park.